Bài toán trung bình cộng của chúng mình sẽ làm với trung bình cộng liên quan đến với dãy số cách đều. Cô có bài tập số 1 như sau. Trung bình cộng của 9 số lẻ liên tiếp bằng 95. Thì số lớn nhất trong 9 số đó là bao nhiêu? Vậy thì với bài này, người ta cho trung bình cộng của 9 số lẻ liên tiếp bằng 95. Bài này họ lại bắt chúng mình đi tìm xem số lớn nhất trong 9 số ấy là bao nhiêu. Làm thế nào để tìm được nó bây giờ? Các con cùng quan sát xem cô Ngọc Lan hướng dẫn các con cách giải nhé. Các con hãy xem này, 9 số lẻ. Đây, các con nhìn, cô có số lẻ thứ nhất, cô đánh là số 1. Sau đó cô lại có số lẻ thứ hai. Và cứ tương tự như vậy, cô sẽ có lần lượt đến số lẻ thứ 9. 9 số lẻ mà. Số lẻ thứ 9. Và người ta muốn tìm xem số lẻ thứ 9 này có kết quả là bao nhiêu. Với việc người ta cho một dữ kiện đó là trung bình cộng của 9 số. Trung bình cộng của 9 số lẻ là 95. Như vậy thì các con thấy là chúng mình sẽ dễ dàng tìm ra bài toán bằng cách nào? Mà khi người ta chỉ cho mỗi trung bình cộng của 9 số lẻ là 95. Vậy ta có dễ dàng tìm được số lẻ lớn nhất và nó có kết quả là bao nhiêu không? Muốn tìm được ở bài toán này, cô sẽ hướng dẫn các con.